Ai, thế nhân sợ rằng cũng không hề biết thiên nhân cũng phải trải qua sinh tử như vậy. Chúng sanh ở địa ngục phải chịu những nỗi khổ về nóng, lạnh, thiêu đốt, giết hại. Chúng sanh ở cõi ngạ quỷ phải chịu những nỗi khổ đói khát, thiêu đốt. Những súc sanh kia thì phải chịu nỗi khổ nô dịch, lại còn tàn sát, giết hại lẫn nhau. Sanh lão, bệnh tử của con người thế gian, rồi những nỗi khổ mong cầu mà không được, oán ghét phải gặp nhau, đố kỵ. Lại còn những nỗi khổ của thiên nhân lúc sắp lâm chung. Nếu như ta đem những nỗi thống khổ nghe thấy, nhìn thấy được trong ngũ đạo, nói cho mọi người biết thì sẽ khiến cho họ tin tưởng vào đạo lý nhân quả báo ứng này. Ôi thôi quá, thôi quá. Ôi sao mà thôi quá. Ôi thôi quá, thôi quá. Thiệt là thôi đi được. Ôi. Thì ra là vậy. Ta tuy căn bản đã biết được nguyên do trong đó rồi, nhưng nếu có thể đem chuyện này bạch lại với Thế Tôn và cầu Thế Tôn khai thị, thế thì nhất định có lợi ích lớn đối với chúng sanh. Thật đúng là cơ duyên tốt. Thế Tôn, con vừa dùng lực thần thông đến bên bờ biên, thấy có một ngạ quỷ tóc dài, toàn thân như lửa đốt, hai mắt đều bị mù. Miệng mũi của ngạ quỷ này không ngừng có những con trùng chui ra ăn thịt ngạ quỷ. Mùi hôi thối trên cơ thể ngạ quỷ này còn xa đến một do tuần, lại luôn có con chó đốm hoang đuổi theo cắn xé không tha. Ngạ quỷ này vô cùng thống khổ, không có lấy một sát na an lành. Thế Tôn, xin hỏi đây là nhân duyên gì khiến ngạ quỷ này phải chịu quả báo như vậy? Trong hiện kiếp này, khi Đức Phật Ca Diếp còn tại thế, tuổi thọ con người đến hai bản tuổi, có một vị thí chủ sanh được một người con gái tướng mạo trang nghiêm. Vị thí chủ đó tổ chức nghi lễ ăn mừng rất long trọng cho đứa bé này, rồi đặt một cái tên thích hợp cho đứa bé, lại dùng các loại sữa, thức ăn, thức uống cao cấp nuôi dưỡng. Đứa bé lớn rất nhanh, giống như là hoa sen trong hồ vậy. Sau khi trưởng thành, vị nữ thí chủ sanh khởi tánh tâm với sự giáo pháp của Phật Ca Diếp. Vì thế, phát tâm xuất gia tu học tam tạng pháp yếu. Ngoài việc khuyên bảo nhiều thí chủ phát tâm xây giảng được tháp thờ Phật ra, bản thân cô cũng thường xuyên cúng dường Đức Phật và tăng chúng. Nhưng mà bởi cô ta tướng mạo trang nghiêm, mỹ lệ, sanh trưởng trong gia đình phú quý, tuổi đời còn trẻ, lại vì thuyết pháp nên được nhận rất nhiều sự cúng dường và y phục, thức ăn, đồ dùng. Không biết từ bao giờ cô ta trở nên vô cùng ngạo mạn. Sau đó cô ở trong tăng đoàn phạm vào giới căn bản, lại còn trực tiếp hưởng dụng tài vật và phí sinh hoạt của tăng chúng. Một vị tỳ kheo ni phát hiện cô đã phạm vào giới căn bản, lại còn trực tiếp hưởng dụng tài vật của tăng chúng, thì hợp chúng lại muốn khai trừ cô ta ra khỏi tăng đoàn. Cô ta đối với việc mọi người muốn đuổi cô ta ra khỏi tăng đoàn sanh khởi lòng sân hận rất lớn, bèn lấy cớ nói những chuyện vô lý, phỉ báng tỳ kheo ni này học hữu, tỳ kheo ni kia vô học. Cô ta đi khắp nơi nói rằng một số tỳ kheo ni có người phạm vào giới này, có người phạm vào giới khác. Lúc đó cô ta vô cớ phỉ báng rất nhiều tăng ni, còn ác khẩu mắng nhiếc họ,
Sau đó cô thật sự bị đuổi ra khỏi tăng đoàn. Thế nhưng cô ta vẫn không hề có ý phản tình. Những tập khí xấu trước vẫn không hề thay đổi. Cô ta đến khắp nơi nói với cư sĩ, tại gia và những lỗi của tăng ni. Thế nhưng những lỗi này đều là do cô ta tự biện tạo ra cả. Căn bản không có những chuyện như vậy. Vì những chuyện vô cớ phỉ báng này khiến cho tăng ni mất đi sự tín nhiệm với mọi người. Cư sĩ tại gia sanh khởi tà kiến với tăng đoàn. Những người không hiểu rõ sự thật cũng mù quáng tin vào những lời tà thuyết của cô ta, mà đánh mất niềm tin với Tam Bảo, không còn cúng dường tăng đoàn nữa. Những người không hiểu rõ sự thật, vị tỳ kheo ni lúc đó chính là ngã quỷ lõa thể bây giờ. Do vì cô ta phỉ báng tỳ kheo ni này học hữu, tỳ kheo ni kia vô học nên ác nghiệp đã tạo, khiến cho cô ta chuyển sanh làm ngã quỷ. Lại do nguyên nhân cô ta vô cớ phỉ báng tỳ kheo ni, ác khẩu mắng nhiếc. Vì thế mà trong miệng, mũi có rất nhiều côn trùng nhỏ chui ra cắn cô ta. Bởi do cô ta sau khi phá giới, hưởng dụng tài vật của tăng chúng, lại còn vô cớ phỉ báng tăng chúng, khiến cho cư sĩ tại gia mất niềm tin đối với Tam Bảo. Cho nên có rất nhiều chó đốm hoang đuổi cắn cô ta không ngừng. Còn như việc đôi mắt của ngã quỷ bị mù, là vì lúc cô ta mắng người đã dùng thái độ khinh miệt và tà kiến, chần chần nhìn vào mắt người ta mà ra như vậy. Ôi Thế Tôn, con muốn xuất gia. Con cũng muốn xuất gia nữa. Thế Tôn nhìn thấy nhân duyên giáo hóa của họ đã thành thục, bèn truyền cho họ những pháp tương ứng. Sau khi nghe pháp, một số người đạt được noãn, đảnh, nhẫn và thế đệ nhất pháp của gia hạnh đạo. Một số người chứng được quả dự lưu, nhất lai, bất hoàng, A-la-hán. Một số người được vương vị kim luân. Một số người được giai vị phạm thiên, đế thích thiên. Một số người chứng được quả vị độc giác. Một số người thì trồng được hạt giống vô thượng bồ đề. Lại rất nhiều người không tin vào Phật Pháp cũng sanh khởi lòng tín tâm chân thành và quy y cửa Phật.